Cùng khách hàng. Rồi, hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Thì sáng ngày hôm nay anh em đang có mặt tại ngân hàng Việt Tin Banh tại quận 8. Thì sáng ngày hôm nay thì anh em lên để thi công nốt cái hệ thống âm thanh. Cái này là vừa nâng cấp thêm thiết bị như là sấp, vang số, rồi là cục đẩy. Thì ngân hàng đã lắp cách đây là cả 2 năm rồi. Thì ngày hôm nay bên ngân hàng sửa sang lại cái không gian của cái hội trường, thu hẹp lại, thu nhỏ lại. Hồi xưa là nó rất là rộng mà, từ bên kia sang bên này rất là rộng. Thì bây giờ thu hẹp lại, nó nhỏ lại, không gian nó nhỏ. Thì tất cả hệ thống loa đều phải treo lại. Thì ở cái phòng này hiện tại là đang có 3 cặp loa Bass 30 của thương hiệu Starsound. Mấy dòng Bass 30 thương hiệu Starsound đời đầu. Đấy. Thì dòng HS12 đó, dòng Bass 30 và Chép 450. Đấy. Vừa chương trình hội diễn rồi cai nhạc rồi họ. Đấy, thì em quay lại cái tủ máy cho các bác xem này. Về tủ máy thì ở trên này đang sử dụng con Mixer Yamaha MGP16X này. Chính hãng nhé. Một xíu nữa thì anh em sẽ vệ sinh lại này. Để bụi bậm nó bám thì một xíu nữa sẽ tháo toàn bộ cái thiết bị này ra để vệ sinh. Đã vệ sinh lại thì anh em sẽ lắp lại và sẽ tôn ninh cái hệ thống này cho bên ngân hàng tại quận 8 nhé. Hồi xưa là đang sử dụng một con 4 kênh này, của thương hiệu Starsound CH4800M để đánh cho 3 cặp loa. Một xíu nữa sẽ tháo cái này ra nha, tháo hết ra để vệ sinh sạch sẽ lại. Đang giới thiệu dở cho các bác xem là một con men 4 kênh 800W 1 kênh của thương hiệu Starsound. Dòng men rất là đẹp để chuyên đánh cho hậu trường. Một kênh sẽ đánh cho một cặp nhé, một kênh sẽ đánh cho một cặp và còn hai kênh còn lại thì sẽ mỗi kênh đánh cho một cái loa, rất thoải mái công suất. Và cái con Hibiscus One LA 2100 này thì sẽ đánh cho một cặp sub đơn và ở đây đang sử dụng một con vang số đấy. Của thương hiệu VV. Đấy. Đây, vang số DSB9 của thương hiệu VV Swan. Một bộ micro Bluetooth S800 và hai bộ mic bao mic rất là lâu rồi. Hai bộ bao mic này thì xài sóng rất là ổn định, tiếng cực kỳ là sáng nha. Và một con nguồn điện. Thì bây giờ thì anh em treo loa xong thì sẽ tháo cái hệ thống này ra, vệ sinh sạch sẽ từng thiết bị một. Tại vì trong quá trình xài lâu và để ở đây là bụi bặm đang sửa chữa nên là bụi bặm rất là nhiều nhá. Đấy, đây là tổng thể cái tủ máy này. Đấy, xài tận 3 bộ mic cơ. Ok. Cái loa thứ hai thì anh em đang chuẩn bị treo lên. Ở đây thì sẽ được treo trải đều
3 cặp loa cho cái khán phòng này. Khán phòng này thì cũng rất là nhỏ thôi. Đấy. Rồi xin mời tất cả các bác cùng đón xem hết cái video này nhé. Thì anh em sẽ tôn linh và treo loa tôn linh hệ thống này cho tất cả các bác cùng xem về hệ thống loa thì anh em nâng cấp và lắp đặt thêm. Đây, Mr. Sơn đang vệ sinh cái tủ máy. Còn hai cái loa ở hai bên góc cánh gà. Đấy. Góc cánh gà để đánh cho khu vực ở trên sân khấu. Các chương trình biểu diễn ca nhạc. Đấy, các chương trình hội họp. Đấy. Thì hai cặp ở hai bên góc sân khấu này. Thì ở trên sân khấu nghe rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Đấy. Và súp thì được để ở sát. Đã làm cái bục sẵn ở bên này rồi. Súp thì vẫn tận dụng lại cái súp cũ, nhưng mà súp 50 sợ là cái điểm này sẽ không vừa, rất là nhỏ không vừa. Có thể là súp là phải để ở dưới nền gạch. Hiện tại thì anh em đang lên nốt một cặp loa còn lại. Này là dòng loa HS12 của thương hiệu Stratosound nha các bác. Ha ha ha.
Hello tất cả quý vị, vừa rồi thì em vừa ép xong cái hệ thống nhận tay cho bên ngân hàng Việt Tin Bay tại quận 8. Thì sáng giờ em đã treo loa, hệ thống loa gồm có 3 loa phát vào mưu và treo thống 50, cái này là một tập xúc 50. Hệ thống này thì đã được lắp cái đây 1 năm rồi. Và hôm nay thì do ngân hàng thay đổi cái không gian. Anh bán có gì không ạ? Bây giờ anh em tổ chức giao viên không đặt lên để tư vấn và đi lại hệ thống loa này cho nó phù hợp, mà cũng là hàng lưu cấp lên những cái thiết bị như là tăng số AT9, rồi là MEN TV số 1, LA 200. Trên này loa sẽ cho sao mình chêu có nâng ứng về sân khấu để khi mà người ta cay nhạc hay là hội nghị thì đều có thể là nghe, nó đều sẽ là nghe rõ ràng trên sân khấu hơn. Còn là dưới kia mình sẽ là hai cặp ánh và có không gian một lưới. Nó có loa này khá là rộng nha, nên là đưa ba cặp này thì nó bọc cả cái không gian của căn phòng này. Khi mà làm xong thì cái không gian phòng rất là đẹp, nhưng mà từ bây giờ là cái chùa cây ngó nên là anh em set up nó hơi khó khăn một xíu, là nó đang bị lăn lộn, nhiều khi nó bàn ghế và trải thảm đồ này kia thì nó sẽ hết vai, tính nó là rất là đẹp. Ok rồi, sao kết thúc video và quý vị thấy video này hay thì cho anh em một like cũng được, cái kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.